Hello, xin chào anh em đã trở lại với Peter Gaming. Thì trong clip hôm nay mình sẽ đến với một phái cuối cùng ha, phái Côn Lôn phái này. Thì mình sẽ xem ba cái set thuật Bạch Kim Thiên Tử cộng 10 của Côn Lôn phái nó có chỉ số như thế nào ha. Thì cuối cùng cũng đã làm xong được full tất cả các trang bị hoặc Bạch Kim Thiên Tử của 10 phái luôn em, quá là mệt ha. Nhưng mà cuối cùng cũng đã xong rồi, thở phào nhẹ nhõm anh em ơi. Thì mình sẽ bắt đầu luôn ha. Thì phái Côn Lôn là một môn phái tương đối kén người chơi nè, nhưng mà nếu anh em chịu khó chơi thì càng về sau càng mạnh ha. Thì đầu tiên đó là set bùa chú anh em, set bùa chú là set vù ảo đấy, cái dây chuyền vù ảo kỳ bán phù chú sinh lực 300, kháng độc 35, kỹ năng kỳ bán phù 3 cấp, phục thủ vật lý 30, nội lực 400, kháng tất cả 24. Cái này thì có mấy món đầu nó không có cái dòng của Bạch Kim Thiên Tứ ha. Vù ảo Bắc Minh Đạo Quán sinh lực 400, kháng độc 30, nội lực 200, kỹ năng thanh phong phù thúc phượng chú Bắc Minh Đạo Hải 333. Vù ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội sinh lực 300, thời gian làm chậm 50, kỹ năng mê tung ảo ảnh 3 cấp, phục thủ vật lý 30, nội lực 200, thời gian choáng 40. Vù ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoài sinh lực 300, kỹ năng túy tiên tá cốt 3 cấp, tốc di chuyển 60, kháng lôi 30, nội lực 200, khẽ thời gian choáng 50. Cái nhẫn này, vụ ảo thúc tâm chỉ hoàn, triệt tiêu sát thương 5, kỹ năng vốn có 1 cấp, sinh lực nội lực 300, kháng độ 25, sinh lực 1002, kỹ năng bắc minh đảo hải 3 cấp. Thì bắt đầu từ cái nhẫn nó có được cái sinh lực 1002 với kỹ năng bắc minh đảo hải đó. Thì cái món trắng quan này nè, nó bị trùng với cái dây chuyền vù ảo Thái Uyên Chân Vũ Liên sinh lực 300, kháng độc 35, nội lực 400, kháng tất cả 24, kỹ năng khí hàn ngạo tuyết kim bán phù 3 cấp. Nó có được cái sinh lực 1002 và bắc minh đáo hại 3 cấp thì cái này chắc là nó sẽ phải ngon hơn cái kia rồi. Em xài cái này thì nó lại không được kích được cái dòng dưới, nó khốn nạn. Tôi xài cái này cũng được. Nói chung thì cái sách của chú thì không có gì để nói nhiều đấy, có mấy món thôi, nó không có được đầy đủ toàn bộ ha. Rồi thì cái này mình copy ha, cái này mình không có test nhiều về cái bùa chú, đến bùa chú ít người chơi lắm. Rồi mình copy ha, đến với những cái set tiếp theo nó ngon hơn. Rồi tiếp theo sẽ là set Côn Lôn Kiếm Pháp Nội Công ha. Set nội công tên là Lôi Khung Hàng Tung Băng Bạch Quang sinh lực 500, tốc độ đánh nội công 40, lôi sát nội công 800 điểm, kháng độc 35, nội lực tối đa 400, kỹ năng Côn Lôn Kiếm Pháp 3 cấp, lôi sát nội công 250 300, tổng cộng là 1.350 điểm lôi sát nội này, quá khủng khiếp luôn, cái nó vip nhất trong set luôn ha. Lôi khung phong lôi thanh cộng đại sinh lực 400, thời gian làm chậm 60, kỹ năng cuồng lôi trận địa 3 cấp, kháng độc 55, nội lực tối đa 300, thời gian cho 50, sinh lực 1.200, kỹ năng ngũ lôi chánh pháp 3 cấp. Lôi khung linh ngọc uẩn lôi sinh lực 600, kháng lôi 35, nội lực 400, kỹ năng lôi động cửu thiên thiên tế tấn lôi, cửu lôi chánh pháp 333, sinh lực 1.500, kỹ năng lôi động cửu thiên 3 cấp. Lôi khung thiên địa hộ phù sinh lực 500, phòng thủ vật lý 30, thời gian trục độc 60, kháng tất cả 24, kháng độc 30, kỹ năng thiên thanh địa trọng 3 cấp, sinh lực 1.200, kỹ năng lôi động cửu thiên 3 cấp. Lôi khung cửu thiên dẫn lôi giới triệt tiêu sát thương 5, kỹ năng vốn có 1 cấp, sinh lực nội lực 300, kháng độc 25, hồi sinh lực 1.200, kỹ năng thiên tế tấn lôi 3 cấp. Lôi khung cái món trận bàn này, lôi khung linh ngọc ẩn lôi uyển sinh lực 600, kháng lôi 35, nội lực 400, thời gian làm chậm 60, kỹ năng lôi động cửu thiên thiên tế tấn lôi 33, sinh lực 1.200, kỹ năng ngũ lôi chánh pháp 3 cấp. Rồi, đó là set 1 này. Quá ghê luôn. Tiếp theo sẽ đến với set 2 ha. Lôi khung chấn nhạc đạo bào, sinh lực 400, thời gian phục hồi 59, thời gian trung độc 50, phòng thủ vật lý 35, khai khỏa 35,
kỹ năng côn lôn kiếm pháp 3 cấp, sinh lực 1.200, kỹ năng ngũ lôi chánh pháp 3 cấp. Lôi khung đảo sơn nghịch hải lý, sinh lực nội lực 400, tốc di chuyển 60, phòng thủ vật lý 35, lôi xét nội công 120 điểm, kháng lôi 15, sinh lực 1.200, kỹ năng lôi động cửu thiên 3 cấp. Quá trời lôi động cửu thiên luôn. Lôi khung thập địa ma khai giới, sinh lực nội lực 400, kỹ năng võ công vốn có 1 cấp, kháng độc 25, kháng tất cả 5, kỹ năng xương ngạo côn lôn 3 cấp. Nó trùng một cái này ha. Mình coi cái kiếm trước này. Lôi khung tứ tượng lưỡng nghi kiếm, sinh lực nội lực 400, kháng độc 35, thời gian choáng 50, lôi sát nội công 600 điểm, kỹ năng xương ngạo côn lôn 3 cấp, lôi sát nội 250 và 300. Tổng là 1.050 điểm lôi sát nội này, quá là dữ luôn. Cái kiếm này nó trùng cái này, ngọc bội lôi khung thiên tế tự kim ngọc, cái này thì sinh lực nội lực 399, kháng hỏa 15, thời gian lần chậm 50, kháng tất cả 10, thiên thanh địa trọng 3 cấp, sinh lực 1.500, kỹ năng lôi động cửu thiên 3 cấp. Em thấy cái nào ngon hơn? Cái này là 6 cấp lôi động cửu thiên, cái này có 3 cấp à. Được cái nó có kháng tất cả 10 này. Đó, anh em thích xài cái nào thì xài, thì thích cái này hơn ha, cái nào cũng ngon hết em. Rồi thì khi full set anh em được 11k máu khi trên ngựa ha, xuống ngựa thì còn 13k mấy à. Coi bạn khác coi, khác bắt ốp luôn em, khác quá dữ khác. Tốc đánh rồi 152, quá khủng. Coi lực tay của lôi động cửu thiên bao nhiêu, 9k5, 9k5. Bởi vì chiêu này chiêu thức diện rộng em, chiêu thức này nó sẽ có cộng dồn sát thương á, anh em đánh càng nhiều thì sát thương nó sẽ càng khủng lắm. 6k mana luôn, mana càng nhiều thì nó lại công lâu lại càng trâu này, những cái chiêu huyền thiên vô cực này, rồi lực hộ thân này, lực nghi chân khí được 30 cấp, lôi động cửu thiên 42 cấp, trấn phái được 46 cấp này. Trời, quá khủng khiếp luôn, công lâu kiếm 36 cấp. Ok, mình đi test skill tí anh em. Mặc câu à. Úp chiêu chạy nhanh lên đi. Hè thủy. Trời 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 trời. Chiêu thức này thì nó đổ một chỗ nha. Phải đi qua cái là không có dính. Đó, chết tươi này. Đặt chó 230% này, chả mang chưa. Rồi dính là chó ha, dính chó là khỏi chạy luôn. Trời ơi, lấy mấy bình mana đi. Chiều này săn boss rất là phê anh em ơi, thử đi lên săn một con boss sát thủ cho anh em xem coi. Trừ thiên mật được rồi. Boss hệ gì đây, đừng có hệ một là được. Đâu rồi. Ô hệ thủy, trời hệ thủy thì đánh nó bốc hơi liền à. Trời ơi, nó mạnh vậy nè. Ồ, giả man thiệt. Có thể thủy thì không đỡ được rồi. Quá khủng khiếp luôn. Trời, tông đồ đạc đấy. Chính là chó. Đó, có điều cái chiêu này dễ né hả? Dễ né cho nên nó PK thì nó cũng hơi bất lợi. Nhưng mà nó được cái này mất cái kia này. Chứ nó mà di chuyển nhanh nữa thì khó né nữa thì ai mà chơi lại công lôn kiếm. Rồi thì đó là set công lôn kiếm pháp ha, set lôi khung thôi mình cất đi ha. Rồi set cuối cùng là set down. Ê. Cái gì đây? Hãy mấy cái mật báo hết đi. Rồi, set down là set lúc nãy quên cho anh em xem cái ngoại hình nữ đó. Thì nó giống cái ngoại hình nữ của phái phái Võ Đang trước thôi nè, nó mặc áo tím tím, cái áo này mà áo xanh này này,
nó chuyển sang màu tím tím thôi ha, nó đồng giống áo này thôi, tím cho anh em xem. Rồi đầu tiên là cái vũ khí xương tinh thiên niên hàn thiết, hút nội lực 10, sát thương vật lý điểm 70, sát thương vật lý ngoại công 200%, băng sát 120 điểm, tốc độ đạp 40, kỹ năng xương ngạo cùng lùng 3 cấp, sát thương vật lý 50, sát thương điểm 30. Tương tự như những phát kia thôi, quá đẹp luôn ha. Xương tinh thiên niên băng tinh thủ, sinh lực nội lực 300, kháng độc 35, kỹ năng ngạo tiết tiêm phong, nhất khí tam thanh, cuồng phong sầu điện 333, sinh lực 1.200, kỹ năng hô phong pháp 3 cấp. Xương tinh phong bạo chỉ hoàng, triệt tiêu sát thương 5, kỹ năng cũng có 1 cấp, sinh lực nội lực 300, kháng độc 25, sinh lực 1.200, nhất khí tam thanh 3 cấp. Xương tinh ngạo xương đạo bao, sinh lực 400, nội lực 400, thời gian phục hồi 59, phòng thủ vật lý 35, kỹ năng công lôn đao thiên thanh địa trọng 33, sinh lực 1.500, ngạo tiết tiêu phong 3 cấp. Xương tinh thanh phong lũ đai, sinh lực 400, thời gian làm chậm 60, hô phong pháp 3 cấp, phục thuộc lý 35, nội lực 300, thời gian gió 50, sinh lực 1.200, ngạo tiết tiêu phong 3 cấp. Và môn trận bay, xương tinh lưu tinh cản nguyệt khấu, sinh lực 600, kháng hỏa 35, nội lực 400, thời gian làm chậm 60, cùng lùng đào pháp khí tâm phù 33, sinh lực 1.200, hô phong pháp 3 cấp. Rồi tiếp theo sẽ là set 2 anh em. Xương tinh cửu thiên đạo quán, sinh lực nội lực 400, phục thủ vật lý 35, thời gian làm chậm 50, sát thương vật lý ngoại 50, kháng lôi 35, sinh lực 1.200, hô phong pháp 3 cấp. Nó trùng cái áo ha. Xương tinh thiên thanh chân vũ liên, kháng tất cả 24, kháng hỏa, kháng độc 25, kháng lôi 35, sát thương vật lý 50, sinh lực tối đa 400 điểm, sinh lực 1.500, ngạo tuyết tiêu phong 3 cấp. Xương tinh định phong ngọc ban chỉ, sinh lực nội lực 100, kỹ năng cũng có 1 cấp, kháng độc 25, kháng tất cả 5, kỹ năng xương ngạo cũng luôn 3 cấp, sinh lực 1.200, kỹ năng nhất khí tam thanh 3 cấp. Cường dày, xương tinh ngạo tuyết phong linh hài, sinh lực nội lực 400, tốc di chuyển 60, sinh khí 50, sát thương vật lý 50, thời gian trúng độc 60, sinh lực 1.200, kỹ năng ngạo tuyết tiêu phong 3 cấp. Quá khủng khiếp luôn. Rồi còn cái áo nó trùng này, xương tinh huyền thiên đạo bào, sinh lực 400, thời gian phục hồi 59, thời gian choáng ngợp 50, phòng thủ vật lý 35, sát thương vật lý ngoại công 50, kháng tất cả 5, sinh lực 1.200, kỹ năng nhất khí tạm thành 3 cấp. Anh em so với cái này sao? Cái này thì nó còn cũng lâu đao và ngầu tuyết tiêm phong, thì mình nghĩ mình xài cái này nó sẽ ngon hơn. Anh xài cái này đi, chung là cái nào cũng ngon. Đó, thì cái như mình xài cái này đi. Nhân vật nam này, rồi mình chuyển sang nhân vật nữ cho anh em xem thử. Rồi, trong một đứa này mặc cái áo màu xanh xanh, cầm cái đao chà bá luôn. Rồi, còn cái áo này thì sao? Áo này thì màu tím. Rồi, ok, mình đi test skill tí ha. À, mình coi thử cái chỉ số coi. Chỉ số với ngựa thì sinh lực 14k, nội lực 6k1. Kháng thì full ha, 75 hết. Còn lực tay bao nhiêu? Tay 18k, 9 trượt 22k. Quá khủng khiếp. Tốc lãnh 180 luôn, quá dã man anh em. Tốc lãnh này mà nó đánh ra lốc xoáy thì thôi rồi luôn mà. Xương ngạo cũng luôn được 46 cấp này, đạo tiết tiêu phong 39 cấp, cũng luôn đào 36 cấp, quá ghê luôn. Rồi thì lên là test skill tốc di chuyển 24, chạy dưới người là 24 rồi, lên người là 34 luôn. Trời ơi, thủy một chém, hệ hỏa thì hai chém à. Ôi, quá phê luôn. Chém lý lý ông địa luôn. Đập chó 25%.
bài dựng kêu cho tôi luôn. Rồi thì mình test sơ sơ vậy thôi anh em ấy. Skill hôm trước thì mình đã test quá nhiều rồi ha. Thì đó là ba set của phái Côn Lôn. Còn phái nếu mà biết chơi thì sẽ rất là bá đạo cho nên càng về sau càng nhiều điểm thì nó có rất là nhiều skill rất là lợi hại này, có bùa chú này, anh em sắp này dư điểm tăng bùa chú mà biết cách phân phối hợp lý thì rất là ghê. Ngày trước mình gặp mấy cao thủ Côn Lôn mà khóc luôn em, đánh không lại nó đánh rất là hay luôn. Ok thì nội dung phần clip hôm nay mình review là những cái set đồ phái Côn Lôn vậy thôi, thì đã hội tập tất cả các môn phái rồi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi trong thời gian qua ha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo ha. Xin chào mọi người.